Ông cháu Chiến kêu tóc gì không cháu? Cháu đang chán quá chú ạ. Ông cháu cắt cho cháu kiểu luôn. Chiến tí. Làm sao mà chán? Cháu đi tìm thằng cặp người yêu cháu cái. Ô người yêu cháu đi cặp bồ à? Vâng. Ờ để làm quả đầu Chiến đi tìm thằng ấy luôn nhá. Vâng. Thằng ấy là bạn cháu hay là thằng hàng xóm? Bạn thân cháu. Bạn thân cháu à, được rồi, làm quả đầu môi cần chéo Trấn Viên nhá hay là cắt lay album? Tùy chú. Tà Hải Phòng đi, cho Chiến. Ok vào việc luôn ông cháu nhá. Dạy đi ông cháu hay xong đấy. Quả đầu chú cắt cháu để đi tìm thằng bạn thân cháu đâu nhỉ? Đấy, quả đầu chú cắt để đi tìm thằng bạn cháu đấy. Ô, Long. Người yêu tao đâu? Không, bạn tôi đưa người yêu bạn đi uống cà phê thôi. Cà phê gì mày ra đây? Mày ra đây. Sao đây ông cháu? Đây chính thằng này là thằng cứ yêu cháu chú ạ. Thế à? Đúng. Tôi đưa người yêu. Bạn ra đây. Ông cháu ơi, sao đây cháu đưa đi. Đưa đây. Đưa bạn gái nó đi uống cà phê như nào? Cháu gì đưa bạn gái này đi uống cà phê. Đưa cháu không yêu người yêu đó chứ. Đúng rồi, không yêu. Thật không? Thôi, ông cháu bỏ qua nó. Thôi lần sau đừng rủ người yêu đi uống cà phê nữa nhé ông cháu nhá. Vâng. Không phải là gặp cả bạn gái nó gì. Vâng, cháu không gặp đâu. À thì rủ bạn gái nó đi uống cà phê rồi gì. Thôi xin lỗi đi, lần sau không bao giờ rủ bạn gái đi uống cà phê nữa. Thôi bỏ qua này, sao đi về đây. Ok, về ông cháu nhá.